Em xin giới thiệu với các bác là hai mẫu máy xe sinh tố thuộc phần phân khúc đầu VIP hãng Yoshi và hãng Tiger. Đây, đây hai mẫu này là mới tầm 98% các bác hàng tuyển chọn nha. Hàng này là em vừa cập bến luôn các bác, hàng về trong cái lô hàng của em đã em tuyển chọn được mấy cái này rất là mới đẹp. Cấu thì có thủy tinh lưỡi titan màu vàng mới chát luôn các bác, mới như chưa sử dụng luôn, mới tầm 98, thiếu thùng xốp phần trăm đó các bác đó, thiếu là còn một cái phần trăm là thùng xốp thôi, nó bao đẹp các bác nè. Còn cái mẫu Tiger này nè, 6 lưỡi các bác thấy không, nó chém đá chém đồ rất là ok luôn các bác. Nào, mới chát ha, hai mẫu là đều mới chát. Em nói mới 98%, không tin các bác cứ cứ mình xem là mình biết liền gì. Cái nhiều khi nói thì các bác không tin hàng cũ, mà hàng này là hàng dạng trưng bày thôi các bác. Hoặc là người ta chưa có xài luôn á, cho nên còn mới lắm, mới như mà đập hộp luôn á. Thì em cắm điện vào em test ha những cái mẫu này để em coi cái công suất của nó bao nhiêu. Ừ. 225W, dung tích là 750 ml đó, mới chát luôn các bác ơi. Để qua đây cho các bác xem nha. Qua qua đây coi nó hơi ngược rồi đó, 250W, dung tích là 700 mil. Những cái mặt hàng này thì rất là mới luôn các bác. Điện áp 100 nha, hàng Nhật là 100 hết, vì bên Nhật người ta đâu có xài 220 như mình. Rồi bắt đầu cắm điện vào, cắm điện xong em báo giá luôn nha. Ăn cái mẫu nào thì các bác cứ đây tắt cho bấm vô. Đó. Ở đây vậy, ở đây phải cho nó đúng cái khớp, chứ đúng khớp chưa ta, chưa ghim điện. Mẹ ơi nhiều khi quán gà lắm các bác ơi. Bấm đó, tắt. Hai mẫu này mới trang nha, em đang để đồng giá là 1,3 triệu một máy. Thì bác nào mình mua cái nào thì cứ đánh dấu rồi gửi qua Zalo cho em nha. 1,3 triệu một máy, mua thì cọc cho em 200, còn là 1,1 triệu qua tiền ship. Nếu chuyển đủ 1,3 triệu thì em bao ship, bảo hành cho các bác 3 tháng các bác sử dụng. Địa chỉ em đang bán nó ở Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Em ship hàng toàn quốc nha các bác, cứ yên tâm. Em bao nguyên cho các bác hết, mới 98% luôn các bác, em nói thiệt. Ở ngoài còn mới lắm, ở trong hình nhìn nó cháy, ở chỗ này chỗ kia nó không được mới, ở ngoài rất là mới. Thì kết thúc video nha các bác, hẹn gặp các bác ở video tiếp theo.